Thưa quý vị, phong trào chạy bộ đang phát triển từng ngày, mở ra cơ hội cho nhiều giải đấu xuất hiện. Nhưng để chọn ra giải chạy kết hợp trọn vẹn hai yếu tố thể thao và văn hóa, có lẽ giải chạy quốc tế di sản Hà Nội xứng đáng được vinh danh. Không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, một Hà Nội ngàn năm văn hiến với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng đã hiện lên rõ ràng hơn trong mắt bạn bè quốc tế và hàng nghìn vận động viên tham dự. Hơn 12.000 vận động viên tham dự, số lượng đông đảo nhất từ trước đến nay, bao gồm nhiều tuyển thủ điền kinh Việt Nam. Đặc biệt, sự xuất hiện của bộ ba chân chạy đẳng cấp thế giới người Ethiopia đã mang đến làn gió tươi mới hấp dẫn hơn cho giải chạy quốc tế di sản Hà Nội. Khám phá Hà Nội trên cung đường chạy qua 11 di sản và địa danh nổi tiếng bậc nhất của thủ đô chắc chắn là kỷ niệm đẹp với Dino Surfer, vận động viên từng nằm trong top 5 vận động viên tham dự Olympic London 2012 có kỷ lục cá nhân xuất sắc nhất. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam và thực sự hạnh phúc vì được các bạn chào đón nồng nhiệt. Đường chạy rất đẹp và tôi biết đó cũng là những điểm du lịch nổi tiếng. Hy vọng năm sau chúng tôi sẽ tiếp tục có mặt ở đây và góp phần tạo nên không khí tuyệt vời này. Đây là năm thứ 6 giải chạy quốc tế di sản Hà Nội diễn ra và luôn thu hút đông đảo các vận động viên trong nước và quốc tế tham dự, đồng thời khích lệ và truyền cảm hứng chạy bộ đến mọi lứa tuổi. Cụ Minh 91 tuổi vẫn quyết tâm hoàn thành cự ly 5 km. Là hình ảnh tiêu biểu cho tinh thần yêu thể thao của người Việt Nam. Về chạy bộ thì khoảng 50 km cả chạy cả đi thì có thể cũng đảm bảo được. Bí quyết sức khỏe là tăng cường luyện tập thể dục thể thao. Bên cạnh thành tích ấn tượng của các vận động viên chuyên nghiệp, giải chạy quốc tế di sản Hà Nội còn là ngày hội chạy bộ của rất nhiều gia đình. Theo ban tổ chức, năm nay số lượng vận động viên nhí tăng mạnh là tín hiệu tốt cho một thế hệ tương lai phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Tất cả các vận động viên tham gia thì đều rất hào hứng. Đặc biệt là tôi thấy ấn tượng nhất ấy là cái số lượng vận động viên nhí mà tham gia vào cái giải 5 km, cự ly 5 km ấy, là đông. Và tôi nghĩ rằng đây chính là cái thế hệ tương lai mà từ đó có thể sẽ xuất hiện những cái vận động viên marathon có tầm cỡ của quốc gia Việt Nam để đi ra với thế giới. Với những ai yêu chạy bộ và dành tình cảm cho giải chạy quốc tế di sản Hà Nội sẽ rất háo hức khi ban tổ chức chính thức công bố. Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam là đơn vị đồng hành vào năm 2024, hứa hẹn một mùa giải ngập tràn cảm xúc thăng hoa.